Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ lại được làm quen thêm một giọng ca trữ tình, ngọt ngào và cũng là một người bạn rất thân thiết của Trấn Thành. Xin mời quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho ca sĩ Hoàng Châu. Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao anh ngại ngùng. Nhà tôi đêm nay mời em ở lại, kể chuyện tha phương chưa lần theo gió sương. Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi vai mềm, biết nơi đâu mà tìm nhiều đêm cô đơn. Cửa sóng cửa nhỏ nhìn ngoài mưa tuôn, nghe sao lạnh vào hồn. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay, chưa với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi, tiếng ngọt trên đầu môi. Này bạn đêm nay hỡi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là buồn. Sư từ thuở thiếu đôi vai mềm, biết nơi đâu mà tìm nhiều đêm cô đơn. Cửa sóng cửa nhỏ nhìn ngoài mưa tuôn, nghe sao lạnh vào hồn. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay, chưa với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi, tiếng ngọt trên đầu môi. Này bạn đêm nay hỡi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của cảm ơn Hoàng Châu nhiều lắm đã đến với chương trình của Trấn Thành. Và đây cũng là một trong những người nghệ sĩ mà Trấn Thành luôn luôn yêu thương, là bởi vì ở dòng nhạc quê hương hay là dòng nhạc trữ tình bolero thì Thành rất là yêu thích giọng hát của nữ ca sĩ này. Xin quý vị dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ Hoàng Châu ạ. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Trấn Thành rất là nhiều. Thực sự thì Hoàng Châu cũng rất là vui và rất là hân hạnh được tham gia live show của Trấn Thành. Và Trấn Thành cũng là một cái người mà Hoàng Châu rất là ngưỡng mộ, bởi vì ngưỡng mộ tài năng của Trấn Thành ạ. Cảm ơn Châu. Và
Đêm nay thì là một đêm rất là thành công của Trấn Thành. Hoàng Châu cũng không quên chúc cho Trấn Thành là những live show tiếp theo đây nữa sẽ luôn luôn thành công và sẽ luôn luôn được sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả ở khắp mọi nơi ạ. Cảm ơn Châu rất nhiều. Một tràng pháo tay đến cho Hoàng Châu thưa quý vị. Dạ. Cảm ơn bạn.